Thưa quý vị, một đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc du thuyền sang trọng đang cháy ở vịnh Saint-Tropez, ngoài khơi biển Riviera, Pháp hôm ngày 17 tháng 7. Rất may, không ai bị thương. Theo Reuters, con tàu bắt cháy khi vừa khởi động máy. Một phần của Pamplon, bãi biển nổi tiếng nhất của châu Âu, đã phải đóng cửa hôm 18 tháng 7 để phục vụ công tác điều tra. Theo truyền thông địa phương, vụ cháy đã làm dầu tràn ra khỏi thuyền, còn con thuyền thì chìm xuống nước khoảng 3 tiếng sau đó. Đoạn video cho thấy cảnh chiếc tàu dài 20 m này bị chìm trong ngọn lửa và khói đen bốc lên từ trên bong tàu. Vị trí vụ tai nạn cách bãi biển Pampolong chỉ khoảng một vài mét. Pampolong là một trong những điểm đến mùa hè ưa thích của khách du lịch quốc tế. Kính mời quý vị và các bạn truy cập vào báo thanh niên theo địa chỉ thanh niên.vn và đăng ký kênh youtube của báo thanh niên để biết thêm thông tin chi tiết. Huy Bùi và ekip thực hiện chương trình xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.